Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với channel Lụa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Lụa đã tổng hợp xong đề thi thử của DMV, họ upload chính thức trên website của họ. Thì trên website của họ có 4 đề, mỗi đề gồm 10 câu. Như vậy Lụa gom hết 4 đề vào trong video này để mọi người dễ ôn bài hơn. Thì nói chung là sau khi tổng hợp xong thì Lụa phát hiện ra rằng là những cái đề trước trong channel của Lụa cũng gần như cái cách mà họ ra đề trong đề thi thử này. Nên mọi người cứ việc là mình đọc kỹ sổ tay lý thuyết lái xe, luyện hết tất cả các đề của Lụa và mình có thể thi đậu ở lần đầu tiên một cách dễ dàng. Rồi bây giờ để không mất thời gian của mọi người thì Lụa sẽ vào câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1. Bạn có thể lái xe ra khỏi đường cải nhựa để vượt xe khác khi nào? A. Nếu làn đường dừng khẩn cấp trên xa lộ đủ rộng để chứa xe của bạn. B. Nếu xe đằng trước đang rẽ trái. C. Không tình huống nào được phép. Đáp án đúng là C, không tình huống nào được phép. Câu số 2. Khi đến gần nơi giao nhau với đường sắt không có biển cảnh báo, giới hạn tốc độ là bao nhiêu? A. 15 dặm 1 giờ. B. 20 dặm 1 giờ. C. 25 dặm 1 giờ. Đáp án đúng là A, là 15 dặm 1 giờ nơi giao nhau với đường sắt không có biển cảnh báo. Câu số 3. Đổ xe song song là khi A. Bánh trước được quay về phía con đường. B. Xe xếp hàng với các phương tiện đang đổ khác. C. Bánh sau chạm vào lề đường. Đáp án đúng là B. Đổ xe song song là xe xếp hàng với các phương tiện đang đổ khác. Câu số 4. Khi bạn đang nhập vào một xa lộ, bạn nên lái xe như thế nào? A. Bằng hoặc gần bằng với tốc độ với lưu lượng trên xa lộ. B. Chậm hơn từ 5 đến 10 dặm một giờ so với lưu lượng trên xa lộ. C. Giới hạn tốc độ được đăng cho giao thông trên xa lộ. Đáp án đúng là A. Khi bạn đang nhập vào một xa lộ, bạn nên lái xe bằng hoặc gần bằng với tốc độ của lưu lượng trên xa lộ. Câu số 5. Giảm độ sáng của đèn pha chiếu xa thành đèn chiếu gần trong phạm vi bao nhiêu feet khi xe đang tiến về phía bạn? A. 200 B. 300 C. 500 Đáp án đúng là C. 500 Câu số 6. Lề đường màu xanh lam có nghĩa là A. Bãi đậu xe chỉ dành cho chuyển phát thư. B. Bãi đậu xe dành cho người khuyết tật có biển báo hoặc biển số đặc biệt. C. Bãi đậu xe dành cho người khuyết tật. Đáp án đúng là B. Lề đường màu xanh lam là bãi đậu xe dành cho người khuyết tật có biển báo hoặc là biển số đặc biệt. Như vậy là đáp án C không có đầy đủ cho nên câu đúng là câu B. Câu số 7. Có một chiếc xe buýt trường học phía trước trong làn đường của bạn với đèn vàng nhấp nháy, bạn nên làm gì? A. Dừng lại sau đó tiếp tục khi bạn nghĩ rằng tất cả trẻ em đã ra khỏi xe buýt. B. Giảm tốc độ xuống còn 25 dặm một giờ và vượt qua một cách thận trọng. C. Giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại. Đáp án đúng là C. Giảm tốc độ và chuẩn bị dừng lại. Câu số 8. Luật tốc độ cơ bản của California đề cập rằng A. Bạn không bao giờ nên lái xe nhanh hơn giới hạn tốc độ được cấm biển. B. Bạn không bao giờ nên lái xe nhanh hơn mức an toàn đối với điều kiện hiện tại. C. Giới hạn tốc độ tối đa ở California là 70 dặm một giờ trên một số xa lộ nhất định. Đáp án đúng là B. Luật tốc độ cơ bản là bạn không bao giờ nên lái xe nhanh hơn mức an toàn đối với điều kiện hiện tại. Câu số 9. Bạn vừa bán chiếc xe của mình, bạn phải thông báo cho ai trong vòng 5 ngày? A. CHP B. DMV C. Nhà cung cấp bảo hiểm của bạn. Đáp án đúng là B. Mình phải báo cho DMV biết. Như vậy trong câu này mọi người sẽ học thêm một cái câu khác là mình phải thông báo cho DMV trong vòng bao nhiêu ngày khi vừa bán chiếc xe của mình. Ở đây mình thấy là trong vòng 5 ngày. Câu số 10. Việc nhìn xuống đường đến nơi xe của bạn sẽ đi tới trong khoảng 10 giây giúp bạn điều gì? A. Tận hưởng phong cảnh. B.
tránh di chuyển vào phút cuối. C. Xem xét các mối nguy hiểm bên trong xe của bạn. Đáp án đúng là B. Việc nhìn xuống đường trong khoảng 10 giây ở phía trước giúp mình tránh di chuyển vào phút cuối. Câu số 11. Ai trong số những người này không phải là người đi bộ? A. Người đi xe đạp. B. Người khuyết tật sử dụng xe lăn. C. Người mù chống gậy. Đáp án đúng là A. Người đi xe đạp không phải là người đi bộ. Câu số 12. Phát biểu nào sau đây về điểm mù là đúng? A. Chúng sẽ bị loại bỏ nếu bạn có một gương bên ngoài ở mỗi bên xe. B. Xe tải lớn có điểm mù lớn hơn hầu hết các phương tiện chở khách. C. Điểm mù có thể được kiểm tra bằng cách nhìn vào gương chiếu hậu của bạn. Đáp đúng là B. Xe tải lớn có điểm mù lớn hơn hầu hết các phương tiện chở khách khác. Vậy có nghĩa là câu A và câu C là sai nha. Câu số 13. Nguyên nhân nào sau đây được coi là nguyên nhân phổ biến xảy ra va chạm? A. Lái xe với vận tốc không an toàn. B. Không tuân theo tín hiệu biển báo dừng và biển báo khác. C. Tất cả những điều trên. Đáp án đúng là C. Tất cả những điều trên. Câu số 14. Người nào bị kết tội lái xe ẩu hoặc tham gia đua tốc độ gây thương tích cho người khác sẽ A. Bị phạt tù và hoặc phạt tiền. B. Lao động công ích. C. Tất cả những điều trên. Đáp án đúng là A. Người nào bị kết tội lái xe ẩu hoặc tham gia đua tốc độ gây thương tích cho người khác sẽ bị phạt tù và hoặc phạt tiền. Câu số 15. Bạn có thể chặn giao lộ một cách hợp pháp khi nào? A. Khi bạn đi vào giao lộ lúc đèn xanh. B. Trong giờ cao điểm giao thông. C. Không được trong mọi trường hợp. Đáp đúng là C. Mình không thể nào chặn giao lộ trong bất kỳ tình huống nào. Câu số 16. Khi bạn đổ xe trên dốc, xe của bạn có thể bị lăn do thiết bị hỏng. Hãy nhớ A. Để xe ở trạng thái trung lập. B. Nhớ gài phanh tay. C. Cài phanh tay và để xe ở chế độ đổ xe. Đáp án đúng là C. Cài phanh tay và để xe ở chế độ đổ xe. Câu số 17. Với giấy phép lái xe hạng C, một người có thể lái A. Tàu điện hạng nhẹ. B. Xe hơi, xe van hoặc xe bán tải. C. Xe bán tải. Đáp án đúng là B. Giấy phép lái xe hạng C là lái xe hơi, xe van hoặc xe bán tải. Câu số 18. Để rẽ trái từ đường một chiều vào đường một chiều, bạn nên bắt đầu rẽ từ A. Bất kỳ làn đường nào. B. Làn đường gần lề đường bên trái nhất. C. Làn đường ở giữa. Đáp án đúng là B. Rẽ từ đường một chiều vào đường một chiều, mình nên rẽ từ làn đường gần lề bên trái nhất. Câu số 19. Nếu bạn liên quan đến một vụ va chạm giao thông với thiệt hại tài sản từ 1.000 đô trở lên, bạn phải hoàn tất và gửi báo cáo bằng văn bản SR1 tới A. CSP B. DMV C. EDD. Đáp án đúng là B. DMV. Câu số 20. Đường ít trơn trượt nhất khi nào? A. Trên những cây cầu ở nhiệt độ đóng băng. B. Sau khi trời mưa được một lúc. C. Trong cơn mưa đầu tiên sau một đợt khô hạn. Đáp án đúng là câu B. Sau khi trời mưa được một lúc. Ở câu này trong những bộ đề trước Lộ có liệt kê lý do là sau khi mà trời mưa đường sau một thời gian khô hạn mà trời bắt đầu mưa thì những cái phút mưa đầu tiên đường rất là trơn bởi vì nước làm cho nhựa đường nổi trên mặt đường nên rất là trơn. Phải mưa một lúc thì cái nhựa đường mới rửa sạch thì đường lúc đó mới bớt trơn. Câu số 21. Bạn không được đổ xe A ở bên xa lộ trong trường hợp khẩn cấp.
B. Bên cạnh một lề đường sơn màu đỏ. C. Cách trường tiểu học 100 feet. Đáp án đúng là B. Bạn không được phép đổ xe bên cạnh một lề đường sơn màu đỏ. Câu số 22. Nếu bạn liên quan đến một vụ va chạm giao thông và không có ai bị thương, bạn phải hoàn tất và gửi báo cáo bằng văn bản SR1 tới đâu? A. EDD B. DMV C. CSP. Đáp án đúng là DMV. Nãy giờ mình thấy là nhiều câu họ là hỏi là gửi tới đâu thì mình đa số đáp án là gửi tới DMV. Thì cái phần này mọi người nên đọc kỹ trong sổ tay lý lái xe coi là EDD và CSP thì mình báo cáo trong những tình huống nào nha. Câu số 23. Coi các vạch như hàng rào khi nào? A. Khi có hai vạch trắng liền nét cách nhau 2 feet. B. Khi có hai vạch liền kép màu vàng cách nhau từ 2 feet trở lên. C. Hai vạch đứt màu vàng cách nhau 1 foot. Đáp án đúng là B. Coi hai vạch liền kép màu vàng cách nhau từ 2 feet trở lên như là hàng rào là có nghĩa là mình không có được băng qua, vượt qua. Câu số 24. Bạn nên làm gì nếu muốn rẽ phải ở ngã tư sắp tới? Bạn nên giảm tốc độ và A. Di chuyển sang lề đường bên phải của bạn. B. Tránh lái xe trong làn đường dành cho xe đạp. C. Ra tín hiệu khi còn 5 feet nữa trước khi rẽ. Đáp án đúng là A. Mình muốn rẽ phải thì đương nhiên mình sẽ phải di chuyển sang lề đường bên phải. Câu số 25. Bạn đang lái xe trên xa lộ và giới hạn tốc độ được cấm trên biển báo là 65 dặm một giờ. Lưu lượng giao thông đang di chuyển với tốc độ 70 dặm một giờ. Vậy bạn có thể lái xe hợp pháp bao nhiêu? A. 70 dặm một giờ hoặc nhanh hơn để theo kịp tốc độ giao thông. B. Giữa 65 dặm một giờ và 70 dặm một giờ. C. Không nhanh hơn 65 dặm một giờ. Đáp án đúng là C. Không nhanh hơn 65 dặm một giờ là mình lái theo tốc độ được cấm trên biển báo. À, không có phải lái theo những cái phương tiện giao thông khác đang lái là tốc độ 70 mình cũng không nên theo. Câu số 26. Việc đổ xe của bạn là bất hợp pháp khi nào? A. Trong một lối băng qua đường không được đánh dấu. B. Trong vòng 3 feet của một đường lái xe tư nhân. C. Trong làn đường dành cho xe đạp. Đáp án đúng là A. Trong một lối băng qua đường không được đánh dấu. Câu số 27. Biện pháp phòng ngừa an toàn nhất mà bạn thực hiện liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động và lái xe là A. Chỉ sử dụng điện thoại di động ở chế độ rảnh tay khi cần thiết. B. Giữ điện thoại của bạn trong tầm với để bạn không phải rời mắt khỏi đường đi. C. Xem lại số trước khi trả lời cuộc gọi. Đáp án đúng là A. Chỉ sử dụng điện thoại di động ở chế độ rảnh tay khi cần thiết. Câu số 28. Khi nào thì an toàn để đi vào giao lộ khi đèn xanh đang sáng? A. Khi bạn có thể đi xung quanh giao thông đã có trong giao lộ. B. Khi bạn có đủ không gian để băng qua giao lộ trước khi đèn chuyển sang màu đỏ. C. Khi bạn không thể hoàn toàn băng qua giao lộ. Đáp án đúng là B. Lúc nào an toàn để đi vào giao lộ khi đèn xanh đang sáng là khi mình có thể đủ không gian băng qua giao lộ trước khi đèn chuyển sang màu đỏ. Ở đây mọi người lưu ý là cái câu này là trên DMV, website chính thức DMV của Cali dịch như thế nào thì Lụa bỏ vào như vậy. Họ dịch là câu A là khi bạn có thể đi xung quanh giao thông đã có trong xa lộ, có nghĩa là đi xung quanh những cái xe đang chạy trong giao lộ. Nhưng mà mình nói để hiểu thôi chứ đáp án của mình là câu B, mình chỉ vào giao lộ khi có đủ không gian để băng qua giao lộ trước khi đèn chuyển sang màu đỏ. Câu số 29. Bạn đang chuẩn bị rẽ phải. Bạn nên A. Báo hiệu và rẽ ngay lập tức. B. Dừng lại trước khi đi vào bên phải để tất cả các phương tiện giao thông khác đi trước. C. Giảm tốc độ hoặc dừng lại, quan sát trái, phải, trái và rẽ khi thấy an toàn. Đáp án đúng của mình là C. Chuẩn bị rẽ phải thì nên giảm tốc độ hoặc dừng lại, quan sát trái, phải, trái và rẽ khi thấy an toàn. Câu số 30. Bạn phải tuân theo hướng dẫn của đội tuần tra an toàn trường học.
hoặc nhân viên bảo vệ băng qua đường khi nào? A. Tại mọi thời điểm. B. Chỉ trong giờ học. C. Trừ khi bạn không thấy bất kỳ đứa trẻ nào có mặt. Đáp án đúng của mình là A. Tại mọi thời điểm. Câu số 31. Bạn đang lái xe trên xa lộ. Chiếc xe phía trước của bạn là một chiếc xe tải lớn. Bạn nên lái xe như thế nào? A. Đi sát sao xe tải trong thời tiết xấu vì người lái xe có thể nhìn xa hơn về phía trước. B. Lái xa phía sau xe tải hơn là theo sau xe khách để ra khỏi điểm mù của tài xế xe tải. C. Không quá một chiều dài ô tô phía sau xe tải. Đáp đúng là B. Nếu mình đang theo một chiếc xe tải lớn thì nên lái xa phía sau xe tải hơn là theo sau xe khách để ra khỏi điểm mù của tài xế xe tải. Câu 32. Tất cả các hành vi sau đây đều nguy hiểm khi thực hiện lái xe. Trường hợp nào trong số này cũng là bất hợp pháp? A. Nghe nhạc qua tai nghe che cả hai tai. B. Điều chỉnh gương bên ngoài của bạn. C. Vận chuyển một con vật không được kiểm soát bên trong xe. Đáp án đúng là A. Nghe nhạc qua tai che cả hai tai là bất hợp pháp. Câu số 33. Không bắt đầu băng qua đường ray nếu A. Bạn không có đủ chỗ để vượt qua hoàn toàn. B. Giao lộ đường sắt nằm trong một thành phố thường xuyên có xe lửa qua lại. C. Bạn chở hai hoặc nhiều trẻ nhỏ trên một phương tiện chở khách. Đáp án đúng là A. Không bắt đầu băng qua đường ray nếu bạn không có đủ chỗ để vượt qua hoàn toàn. Câu số 34. Khi bạn nối đuôi các phương tiện khác. A. Bạn đang theo sau quá gần. B. Hành động của bạn không thể dẫn đến việc xử phạt giao thông. C. Bạn giúp giảm tắc nghẽn giao thông. Đáp án đúng là A. Khi bạn nối đuôi các phương tiện khác có nghĩa là bạn đang theo sau quá gần hoặc là còn gọi là bám đuôi. Câu số 35. Bạn phải lái xe chậm hơn giới hạn tốc độ đã được cấm trên biển báo. A. Khi thời tiết xấu và hoặc giao thông đông đúc. B. Trong giờ buổi sáng. C. Tại mọi thời điểm. Đáp án đúng là A. Mình phải lái xe chậm hơn giới hạn tốc độ đã cấm trên biển báo khi thời tiết xấu hoặc là giao thông đông đúc. Câu 36. Bạn đang lái xe và một cơn bão bụi thổi qua xa lộ làm giảm tầm nhìn của bạn. Bạn nên lái xe chậm hơn và bật A. Đèn nội thất là đèn bên trong xe. B. Đèn đổ xe. C. Đèn pha. Đáp án đúng là C. Nên bật đèn pha khi mà có một cơn bão bụi thổi qua làm giảm tầm nhìn. Câu số 37. Người lái xe có thể đi vào làn đường nào trong vòng 200 feet tính từ giao lộ nơi họ định rẽ phải? A. Làn xe buýt. B. Làn đường SUV. C. Làn xe đạp. Đáp án đúng là C. Làn xe đạp. Đương nhiên là khi mà người ta muốn rẽ phải thì họ sẽ vào đường làn đường xe đạp từ 200 feet trước khi rẽ để bắt đầu rẽ phải. Câu số 38. Đèn tín hiệu giao thông nào sau đây hướng dẫn người lái xe giảm tốc độ và cẩn thận băng qua giao lộ? A. Đèn đỏ nhấp nháy. B. Đèn đỏ. C. Đèn vàng nhấp nháy. Đáp án đúng là C. Đèn vàng nhấp nháy là mình có thể giảm tốc độ và cẩn thận băng qua nếu thấy an toàn. Câu số 39. Người lái xe nên làm gì ở lối băng qua đường có đèn nhấp nháy? A. Giao tiếp bằng mắt với người đi bộ và vượt qua họ. B. Luôn luôn dừng lại. C. Quan sát người đi bộ và chuẩn bị dừng lại. Đáp án đúng là C. Quan sát người đi bộ và chuẩn bị dừng lại khi có đèn nhấp nháy ở lối băng qua đường. Câu 40. Khi nào tài xế hoặc hành khách trên xe ăn các sản phẩm cần sa là hợp pháp? A. Khi sản phẩm cần sa được bác sĩ kê toa. B. Không bao giờ. C. Khi dừng đèn đỏ. Đáp án đúng là B. Đương nhiên những cái sản phẩm từ cần sa là không hợp pháp. Như vậy là 40 câu thi thử của DMV mọi người đã xong. Như vậy mọi người có thể thấy là cách ra đề của họ cũng khá là dễ, không có khó. Nhưng mà mình cần nhớ những cái thông tin, những cái ý chính trên sổ tay lý thuyết lái xe.
Như vậy thì luyện từ đề số 1 tới đề số 8 cộng một đề tổng hợp và cộng một đề thi thử này thì mọi người có thể thấy rằng là những cái bộ đề của Lụa nó đi xuyên suốt từ đầu tới cuối sổ tay lý thuyết lái xe luôn. Nhưng mà Lụa không cam kết là mọi người đi thi sẽ gặp tất cả những câu này, cho nên là điểm chính yếu mọi người vẫn nên đọc kỹ lại sổ tay lý thuyết lái xe. Còn những cái đề thi của Lụa giúp mọi người review lại, ôn bài lại xem mình có nhớ bài hay không. Và sau khi làm cái đề thi thử này thì Lụa thấy những cái bộ đề trước của Lụa cũng gần sát với cách của họ ra đề, như vậy cũng có thể giúp được mọi người ôn bài rất là tốt rồi. Nếu mà mọi người đọc kỹ sổ tay và ôn hết những bộ đề của Lụa thì Lụa nghĩ là cái khả năng mọi người đậu ở lần thi đầu tiên rất là cao. Rồi Lụa sẽ để thêm cái đường link thi thử của cái đề này trên website DMV ở phần mô tả. Để ai muốn coi mình luyện lại từng đề một có 10 câu thì mọi người có thể luyện, và mọi người có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy thích. Nếu mà mọi người thấy cái video này có thể giúp mọi người ôn bài tốt hơn hoặc là có thêm một góc nhìn nào đó về cái đề thi thiệt của DMV ấy, thì mọi người nhớ bấm cho Lụa một like dành cho cái công sức Lụa tìm hiểu và làm video này nha. Rồi Lụa xin chúc mọi người thi đậu ở lần thi đầu tiên. Chúc mọi người có một cuộc sống thật như ý, thật hạnh phúc ở trên đất Mỹ nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.